mọi người nha. Mọi người cùng quay lại với cả livestream của thẩm mỹ Dr. D. Trước mặt của chúng ta đây là một chị khách hàng của chúng tôi và chị thực hiện nâng ngực tại thẩm mỹ Dr. D hôm nay là được một tháng rồi. Hôm nay thì chị quay lại tái khám mọi người này. Bởi vì là ngực rất là đẹp luôn và cực kỳ tự nhiên nên là chúng tôi đã xin phép chị khách hàng để có thể quay lại cái phòng 1 của chị sau khi mà đã phẫu thuật, cũng như là sẽ trò chuyện với chị một chút để nghe được cái cảm nhận của chị, suy nghĩ của chị, những trải nghiệm của chị khi đã thực hiện nâng ngực tại Dr. D như thế nào, để cho những chị em nào mà quan tâm đến dịch vụ nâng ngực thì có thể có thêm một chút kiến thức này. Xin chào chị ạ. Hôm nay thì mình quay lại để mình tái khám sau một tháng đúng không chị? Dạ vâng. Chị khách của chúng tôi thì từ xa nhá, từ Nghệ An mà đến Hà Nội chỉ để tái khám thôi mọi người nhá. Đấy, cực kỳ quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của bản thân mình cũng như là quan tâm đến cái vòng 1 của mình đấy ạ. Đấy. Thì trước khi đến với cả Dr. D thì chị đã đi tìm hiểu ở nhiều nơi chưa chị? Em cũng có coi ở trên mạng nhưng mà bạn em làm ở đây nên là em thấy chỗ này tin tưởng nên em đến. À, có nghĩa là cũng chắc chắn là cũng đã tìm hiểu nhiều vâng, rồi. Chị có tham gia những cái group về thẩm mỹ như là Thế Giới Dao Kéo, Tâm Sự Dao Kéo gì đấy không? Có ạ. À, thế cũng tàu ngầm ở trong đấy rồi đúng không ạ? Vâng. Rất là nhiều khách hàng đến đây và chia sẻ với chúng tôi là ở trong những cái nhóm hội đấy rất là lâu rồi, sau đó thì mới nghe những cái review của mọi người, xem những hình ảnh thực tế của mọi người và quyết định đến với cả Dr. D bởi vì là quá tin tưởng. Đấy, thì cái hôm mà chị đến để thăm khám là chị khám xong rồi chị thực hiện luôn hay là mình về nhà rồi mình lại quay lại đây để thực hiện dịch vụ? Em khám xong rồi em làm luôn. À, vâng, nó cũng tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho mình, đỡ công mình đi đi lại lại đấy. Thì một công mình đến khám rồi xét nghiệm rồi mình đủ sức khỏe thì mình có thể phẫu thuật luôn. Đây mọi người nhá, hôm đấy là mình có nhớ mình nâng túi gì và size bao nhiêu không chị? Em được chị tư vấn nâng túi ergonomic. À, nano chip ergonomic. Vâng. Size của mình là size bao nhiêu chị? Size của em thì một bên là 300 với bên một bên 320 ạ. À vâng. Chị là bị lệch, ngực bị lệch. Vâng, đấy. Bên này nó nhỏ hơn một chút. À. Đấy, mọi người nhìn nhá. À, cái tình trạng mà ngực bị lệch thì nó rất là nhiều. Tại thẩm mỹ Dr. D livestream thì mọi người biết rồi. Có rất là nhiều các ca ngực lệch, bởi vì bản thân ngực của chúng ta bình thường là nó đã lệch rồi, chứ không bao giờ có chuyện là ngực bằng nhau 10-10 đâu mọi người nhá. Kiểu gì cũng lệch, nhưng mà lệch ít hay lệch nhiều thôi. Nếu như mà lệch ít thì thôi, còn nếu mà lệch quá nhiều thì chúng ta xử lý bằng cách là chúng ta đặt lệch sai như chị khách hàng đây. Thì là hai bên ngực của chúng ta sau khi mà phẫu thuật xong nó đã bằng nhau rồi, nó cân, nó tròn và nó đều nhau. Thế mọi người nhìn thì sẽ thấy này. Đấy, mọi người thấy không? Đó, quay xa đến gần cho mọi người xem. Cái lúc mà phẫu thuật xong ấy thì bao nhiêu lâu thì mình đi lại bình thường và mình trở lại với cả công việc được ạ chị? Cái ngày đầu tiên thì buổi tối đó là em cũng có đi vệ sinh được, em tự đi vệ sinh được. Cái ngày thứ ba về nhà là mình đã có thể đi lại rồi, vận động nhẹ nhàng rồi đúng không chị? Vâng. Thế ngày thứ mấy thì là mình có thể đi làm lại bình thường ạ chị? Sau một tuần. À, sau một tuần em mới đi lại. À, vâng. Mình có đau hay là có khó chịu mệt mỏi gì sau khi nâng ngực không chị? Không ạ. À. Thì có lúc nằm thì nó hơi tức tức ngực. À vâng, tại vì mình cũng chưa quen mà, bởi vì là mình đặt chất liệu vào thì cơ thể của chúng ta nó cũng cần phải làm quen với cái chất liệu mà đặt vào nữa. Và da của chúng ta ấy nó cũng cần phải có thời gian để nó đàn hồi co giãn. Đấy, nó bao bọc chất liệu và nó trở nên mềm mại hơn. Thì bây giờ ngực mình được một tháng rồi thì chị thấy như thế nào? Mình ưng ý chưa? Em thấy ưng ý ạ. À, chị thấy nó đã mềm mại chưa? Em thấy nó cũng mềm. À, mình sờ là đã thấy thoải mái tay rồi đúng không chị? Mềm. À, nhưng mà để nó tự nhiên thì nó cũng ấy, chắc phải đợi. Đúng rồi, đúng rồi. Để cho nó hoàn toàn tự nhiên thì phải tầm ngoài một năm. Đấy, mà được cái là chị có cái đường sẹo chân ngực cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Trời ơi, cái đường sẹo chân ngực gần như là một tháng thôi mà nó phẳng, nó mờ rồi, nó không nhìn thấy cái đường sẹo ở chân ngực đấy luôn. Chị đã soi gương và đã thấy cái đường sẹo ở phía chân ngực của mình chưa? Em cũng không để ý lắm. À, nhưng mà sờ là đã thấy nó phẳng tay rồi đúng không? Đó, lúc đấy bác sĩ kiểm tra thì bảo đường sẹo cực kỳ đẹp luôn, dán keo được ma bon. Không hề thấy cái đường sẹo ở chân ngực mà mới một tháng thôi đấy mọi người ạ. Đấy.
Đây mọi người xem ở nhiều góc khác nhau để thấy được cái độ tròn căng của ngực nhá. À, chị thì bị cái phần mụn ở ngực ấy, nó làm cho ngực của mình nó gọi là giảm đi độ đẹp đấy. Nhưng mà chị cũng đừng lo, chị có thể qua thẩm mỹ doctor đi. Bởi vì thẩm mỹ doctor đi thì có khoa da ấy, thì khi mà mình sang đấy thì sẽ được bác sĩ da liễu của doctor đi kiểm tra cho chị cái phần da ở ngực này nhá. Đấy thì những cái tình trạng mà mụn ở ngực như thế này thì thẩm mỹ doctor đi xử lý rất là tốt đấy. Thì chỉ vài buổi điều trị thôi thì gần như là cái tình trạng sẹo, tình trạng mụn ở ngực của chúng ta nó sẽ giảm đi đáng kể đấy. Đấy, ngực thì nó hay ra mồ hôi, chị chú ý mình một chút là mình vệ sinh sạch sẽ đấy, tránh để mồ hôi ẩm ướt thì mụn nó đỡ lên đấy. Đó, và hiện tại thì ngực rất là đẹp luôn rồi mọi người này. Nhìn này đấy. Mọi người thấy không ạ? Cực kỳ mê luôn. Đó. Mọi người xung quanh là nhìn thấy ngực của mình thì có nói gì không? Chị có ý kiến gì không? Ai cũng bảo là đẹp với đẹp tự nhiên. À vâng ạ. Đều. Vâng, ngực đẹp tự nhiên, nhìn cực kỳ đều luôn. Bỏ cái áo ra nhìn nó còn đều, nó còn tròn hơn nữa cơ. Đấy. Đây là nhìn từ trên xuống dưới, mọi người sẽ thấy cái khe ngực này. Đấy, khe ngực rất khít. Hai bầu ngực tròn trịa, có độ nhô, độ căng nhá. Đấy. Em cảm ơn chị nhá, vì hôm nay qua khám và còn sẵn lòng trò chuyện với cả các bạn này và có những chia sẻ với cả các bạn. Sau này nếu mà mình có ý định thực hiện thêm dịch vụ phẫu thuật gì nữa thì chị có sẵn lòng quay lại doctor đi không chị? Dạ vâng, em đang tính có gì em ra làm mũi. À, làm mũi nữa ạ. Vâng rồi ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào và sẽ hẹn gặp lại chị khi mà chị đến doctor đi để mình thực hiện dịch vụ nâng mũi nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá trong những chương trình tiếp theo của Dr. D.